Đây là một cái mẹo để giải nhanh về cái phần cái chương số 2 chương bản tuần hoàn, và nắm được cái này chúng ta nắm được hết nhá. Thì ở đây chúng các bạn lưu ý như vậy này, mình sẽ nhớ về cái nhóm 1A lâu nay không rảnh chơi phây. Thì với li ti thì bán kính nguyên tử của lithium đây, đấy chưa, sodium to tí xíu, to tí xíu rồi, potassium to xíu nữa, rubidium ôi to xíu xíu nữa, cesium to hơn xíu xíu nữa. Đấy, các bạn nhìn không? Đây là bán kính nguyên tử của từng cái nguyên tử này. Thế thì nếu mà thầy nối chúng nó vào bằng một đường thẳng, nếu thầy nối chúng nó bằng một đường thẳng, đấy, nếu thầy nối tất cả chúng nó bằng một đường thẳng, thì các bạn sẽ nhìn thấy bọn này như một cái ô úp ngược hay là một cái loa úp ngược. Vậy để nhớ được sự biến đổi về cái bán kính thì chúng ta cứ nhớ thầy nó là loa úp ngược. Và như vậy có nghĩa là trong một nhóm theo chiều Z tăng, theo chiều Z tăng thì bán kính tăng. Tú mình nhớ chưa? Ok chưa? Vâng. Đấy nhá, đấy là một cái này, đấy là một chiêu này. Chiêu này nó khác biệt hoàn toàn so với chiêu bản chất mà thầy dạy. Chiêu này để ứng dụng giải nhanh bài tập. Hiểu cái này không? Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá, các bạn chú ý nhá, tiếp tục nhá. Thế giờ nói về tính kim loại. Bây giờ chúng ta xét về tính kim loại. Thì tính kim loại thì trước mình giải thích theo kiểu bản chất rồi. Nhưng ngày hôm nay mình có một cái chiêu skill khác biệt không cần phải giải thích theo bản chất mà mình vẫn làm được. Đó là mình nhớ theo dãy điện hóa. Dãy điện hóa thì xuất phát dãy điện hóa đầu tiên là khi nào ba cần may áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á, Âu, Phi. Với lớp 10 bạn nào chưa nhớ được cái chỗ này thì ghi lại nhá. Đây là dãy điện hóa chúng ta cần nắm được. Với lớp 10 bạn nào chưa nhớ được cái này ghi lại. Khi nào ba cần may áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng áo Phi. Đấy, bạn nào chưa nhớ được này ghi lại. Thế cái dãy điện hóa này thì nó ảnh hưởng đến gì khi mà chúng ta làm? Cái dãy điện hóa này lớp 10 mình phải học, lớp 11 mình phải nhớ, lớp 12 mình cũng phải nhớ. Nó là nền tảng của vô cơ. Thế thì cái dãy điện hóa này nó có điều gì ở đây mà tại sao mình lại phải học nó? Tại vì thế này, cái dãy điện hóa này đọc theo chiều thuận, có nghĩa là theo chiều từ trái sang phải. Thì tính kim loại giảm dần. Có nghĩa tính kim loại giảm dần. Đây. Có nghĩa tính kim loại của kali lớn hơn natri, natri lớn hơn bari, bari lớn hơn canxi, canxi lớn hơn magie, magie lớn hơn nhôm, nhôm lớn hơn kẽm, kẽm lớn hơn sắt, sắt lớn hơn niken, niken lớn hơn thiếc, thiếc lớn hơn chì, chì lớn hơn đồng, đồng lớn hơn thủy ngân lớn hơn bạc, bạc lớn hơn vàng, vàng lớn hơn platinum. Xin phép các em là thầy đọc bằng cái tên ngày xưa để cho các bạn dễ theo dõi. Chứ nếu mà đọc theo tên tiếng Anh phiên âm mới thì hơi khó theo dõi. Thế thì điều này dẫn đến điều gì? Các em để ý cho thầy. Vậy là tính kim loại của kali xịn hơn natri, có nghĩa tính kim loại của kali mạnh hơn natri, và do tính kim loại của kali mạnh hơn natri nên chúng ta sẽ suy ra được một điều thế này là kali mạnh hơn natri về tính kim loại, đúng không? Nếu mà xét về tính kim loại, kali mạnh hơn natri, và chúng ta cũng biết được là ở bên trong cái sự biến đổi theo một nhóm là nó biến đổi theo chiều, theo cái tính quy luật tuần hoàn. Có nghĩa trong một nhóm nó biến đổi quy luật tuần hoàn, có nghĩa là
Nếu mà cái dấu ở đây là kali lớn hơn natri, vậy thì suy ra chắc chắn natri lớn hơn liti và rubidi lớn hơn kali và cesi lớn hơn rubidi. Vậy ngay lập tức mình nhìn vào bên trong cái này là mình biết được ngay là tính kim loại theo chiều Z tăng nhá, tính kim loại theo chiều Z tăng thì biến đổi là sao ạ? Đấy, trong một nhóm theo chiều Z tăng, tính kim loại tăng. Đúng chưa? Tiếp tục nhá, một cái anh nữa mà đi cùng với kim loại đó là anh tính bazơ. Được không ạ? Vậy tính kim loại mà tăng thì tính bazơ cũng đồng hành cùng kim loại là bazơ cũng tăng. Ngược lại với tính kim loại là tính phi kim. Kim loại mà tăng thì phi kim sẽ giảm. Mà song song với phi kim là tính axit, phi kim mà giảm thì axit cũng giảm. Trùng với tính phi kim là độ ấm điện. Phi kim mà giảm thì độ ấm điện giảm. Và năng lượng ion hóa thứ nhất cũng giảm. Đấy, đây là tóm gọn lại. Còn chu kỳ rất đơn giản, ngược lại hoàn toàn so với nhóm. Nhá. Chu kỳ ngược lại với nhóm, có nghĩa theo chiều Z tăng trong một chu kỳ. Đây thì bán kính sẽ giảm, được chưa? Tính kim loại sẽ giảm, tính bazơ sẽ giảm, tính axit sẽ, sorry, tính phi kim sẽ tăng. Phi kim sẽ tăng, axit sẽ tăng, được chưa? Độ âm điện sẽ tăng, năng lượng ion hóa thứ nhất cũng tăng. Vậy là toàn bộ nửa cuối của chương 2, phần khó nhất của chương 2 gói gọn ở trong cái bảng này của thầy. Được chưa? Đấy, các bạn ghi lại. Xịn chưa? Để làm nhanh bọn này chúng ta còn phải thêm nhá. Thứ nhất, dấu sao này, dấu sao thứ nhất này. Là kim loại mạnh nhất. Theo các em nghĩ kim loại mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là kim loại nào? Comment đi, xem nào. Kim loại mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là kim loại nào? Xem nào đúng. Lithium sai. Francis đúng, chính xác, Francis. Nhưng Francis là nguyên tố phóng xạ. Và bởi vì Francis là nguyên tố phóng xạ nên dẫn đến là nó sẽ không có tính nhá. Francis là nguyên tố phóng xạ nên dẫn đến là nó sẽ không được xét ở bên trong này. Vậy cc được chưa? Thế bây giờ thầy hỏi này, phi kim mạnh nhất bảng tuần hoàn là anh nào? Và các bạn cùng comment đi. Phi kim mạnh nhất bảng tuần hoàn. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Bây giờ xác định cho thầy nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. Độ âm điện lớn nhất bảng tuần hoàn là nguyên tố nào? Độ âm điện lớn nhất bảng tuần hoàn nhá. Là nguyên tố nào? Cũng là fluor. Lớn nhì là oxygen. Được chưa? Đây là những cái nhất chúng ta cần nắm được để mình giải bài tập cho nhanh. Ok chưa? Nha, bây giờ mình vào giải bài tập. Câu 90.